Cháu chào chú Lê Đức. Em chào anh Phi, chị Rosie và mọi người đang theo dõi kênh Tử Vi này. Em tên đầy đủ là Hoàng Thị Huyền Trang. Ngày dương lịch của em là ngày sinh dương lịch của em là ngày 19 tháng 11 năm 1995. Âm lịch là ngày 27 tháng 9 năm Ất Hợi. Em sinh vào khoảng 20 giờ 30 phút buổi tối. Em đã theo dõi tử vi và thực ra là em cũng không nhớ rõ là cơ duyên nào đã đưa em đến với tử vi. Khi mà em xem ở trên YouTube thì em cũng vô tình là bắt gặp kênh Rosie Rain và em đã theo dõi cũng như là nghe từ đó. Em không nhớ nữa, nhưng mà em cũng ghi mà vào một quyển sổ. Và hiện tại thì em đã không có quyển sổ đấy ở đây. Em đã ghi vào quyển sổ đấy là mình đã bắt đầu có hứng thú với tử vi từ năm 2019. Từ tháng 8 năm 2019, em nhớ là thế. Tháng 8 hoặc tháng 2 gì đó. Và em cũng luôn theo dõi từ ngày đó đến bây giờ. Em cũng mơ ước là một ngày sẽ được gửi lá số đến và chị Rosie sẽ xem và có đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bản thân mình. Trải qua một thời gian thì em thấy kênh tử vi của chị Rosie có thêm chú Lê Đức là một người đã có rất nhiều các kinh nghiệm, kiến thức về tử vi cũng như là cuộc sống. Thì điều đấy càng làm cho em cảm thấy là mình háo hức, mong chờ để nếu có một ngày mình hữu duyên thì sẽ được tận ba người có kiến thức để nói cho mình về lá số của bản thân mình, để đưa ra những cái lời khuyên quý báu. Cho đến ngày hôm nay thì em đã trả lời email của chị Rosie và em cực kỳ là vui mừng khi mà nhận được mail trả lời lại của chị để hỏi em về thông tin lá số của bản thân. Em cảm ơn chị rất nhiều. Em xin phép không dài dòng nữa. Em đã gửi cho chị ấy, cho chị Rosie một bản mà em tự luận giải lá số của bản thân trước đây. Nó hơi dài dòng một chút nên em thâu tóm lại một vài những câu hỏi mà em mong muốn được trả lời ạ. Thực ra thì ai cũng có và cũng muốn là mình có thể biết được càng nhiều càng tốt về bản thân. Em cũng thế. Em xin phép, cháu xin phép ạ. Cháu muốn chú Lê Đức, anh Phi và chị Rosie sẽ đóng góp những điều mà cần lưu ý cho bản thân khi mà nhận được lá số của cháu. Thì cho cháu lời khuyên về công việc, về tính cách, cách ứng xử đối với mọi người xung quanh và công việc trong thời gian tới. Thì hiện tại thì cháu cũng đang có cái quyết định là chuyển đổi công việc rồi, và cháu đang phân vân là không biết mình nên định hướng vào công việc tới như thế nào, và liệu cháu có đạt được những cái thành tựu trong công việc hay không. Còn về tiền tài thì ra sao? Bởi vì cháu thấy bản thân cháu là nữ nhưng mà cháu mệnh thái dương hãm. Tính cháu thì tương đối là cương cường và hơi gan góc. Thân lại cư tài bạch, cho nên là một con người tương đối là thực tế,
về tiền bạc, chi ly thực tế về tiền bạc. Anh chị và chú cho em hỏi, không biết là tiền tài sau này của bản thân thì sẽ như thế nào và công danh của bản thân thì ra sao. Mệnh thái dương của cháu thì hãm, thái dương thì đặc trưng cho người đàn ông. Cháu cũng là một người rất là nhạy cảm về tình cảm, bởi vì bố cháu cũng mất sớm, cho nên là một phần nó cũng hình thành nên tính cách của bản thân em là cũng hơi cương cường một chút, tự lực. Em mong muốn là hỏi về, không biết là về tật ách, bệnh tật của bản thân như thế nào, bởi vì em hay rất hay bị bệnh lặt vặt, và đặc biệt là các cái bệnh mà liên quan đến da liễu. Em muốn hỏi về chuyện chồng con sau này của bản thân ra làm sao, và những điều mà mình cần lưu ý trong cuộc sống và trong thời gian tới về sau này. Thì nếu mà chú Đức, anh Phi và chị Rosie có bất kỳ những đóng góp và những chia sẻ gì thì cháu đều ghi nhận, thu nhận nó, và tiếp thu một cách chân thành. Cháu không biết phải nói lời hoa mỹ như thế nào nữa, nhưng cháu rất là cảm ơn nếu mà được giải đáp lá số của mình. Cháu hy vọng là mình sẽ được một chút may mắn, và các bạn chờ đợi cũng lâu hoặc là lâu hơn như cháu nữa thì cũng sẽ được có một chút gì đấy an ủi. Cháu xin chân thành cảm ơn, và chúc chú Lê Đức có và anh Phi, chị Rosie và mọi người theo dõi kênh Tử Vi này có thật nhiều sức khỏe, kiến thức thì ngày càng tốt lên, mở mang hơn, và có thể giúp đỡ cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình yêu mến. Cháu xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em Huyền Trang. Chào lại các bạn yêu tử vi nha. Cái phần ghi âm này là cái phần thứ hai của em Huyền Trang, có nghĩa là em Huyền Trang có gửi cho mình hai cái ghi âm. Cái ghi âm đầu tiên là cái ghi âm mà em Huyền Trang tự luận cái lá số tử vi của mình thì mình có đăng lên trước rồi đó, thì các bạn nghe. Cái phần thứ hai là cái phần này là bạn Huyền Trang có nói sơ qua cái lá số của mình và đặt cái câu hỏi cụ thể. Cái lý do mà chị đưa cả hai cái ghi âm lên đó là chị muốn cho mọi người đều nghe cái phần mà em Huyền Trang tự luận cái lá số tử vi của mình, mà đây là cũng là cái phần mà mình luôn khuyến khích các bạn đang học tử vi là mình tự luận cái lá số tử vi của mình thôi. Mình coi trong cái lá số tử vi của mình học từ cái lá số tử vi của mình ra. Rồi có khúc nào mình không hiểu thì mình đặt câu hỏi luôn, thì mọi người nghe họ góp ý cho mình, thì cái đó là cái cách học hay nhất mà là gọi là tốt nhất, mà cũng là cái điều mà mình, chú Đức, bạn Phi luôn khuyến khích mọi người đều làm. Còn cái phần thứ hai này là cái phần đặt câu hỏi của em Huyền Trang, thì bây giờ mình không mất thời gian á, mình đi vào cái lá số của em Huyền Trang. Thì chị nhớ là trong cái phần ghi âm đầu tiên của em có nhắc đến, có đề cập đến cái lá số của mình có cái phần âm dương nghịch lý và âm dương thuận lý gì đó, và em vẫn còn còn băn khoăn là chưa có hiểu rõ. Thì bữa nay nhân tiện cái câu hỏi của em thì chị muốn nói sơ qua cái phần này. Nhắc đến đây thì mình lùi cái thời gian lại khoảng 2 năm trước. Thì vào những cái bài đầu tiên, những cái lá số đầu tiên mình luận đó, thì đúng, mình với bạn Phi có nhắc đến cái phần âm dương thuận lý và âm dương nghịch lý. Nhưng mà sau đó thì từ từ các bạn theo dõi, các bạn sẽ thấy là không còn nhắc nhiều nữa, mà chủ yếu là dựa vào ba cái vòng tam luân là vòng thái tuế, lộc tồn và tràng sinh, rồi từ đó khai triển ra. Vậy thì cái lý do tại sao vậy? Là tại vì khi chúng ta hiểu tử vi ở một cái mức độ căn bản là chúng ta hiểu
Trong tử vi nó chia làm bốn dạng người. Xin phép được nhắc lại cái phần chú Đức thường hay nói. Đầu tiên là cái dạng người thái tuế, dạng người tan tuế điếu, dạng người âm long trực, và cái dạng cuối cùng là dạng thiếu dương, là các bạn hay gọi là đào không sát đó. Vậy thì bốn dạng này mình chia làm hai, mình cứ tưởng tượng ha, bên tay trái là thái tuế và tan tuế điếu, bên tay phải là âm long trực và đào không sát. Vậy thì tất cả những cái lá số tử vi 100 lá như 100 lá, không tin thì các bạn tự coi đi. Bất cứ người nào tam hợp mệnh thái tuế hoặc là tam hợp mệnh tan tuế điếu đều là những người âm dương thuận lý. Và tất cả những bạn nào mà tam hợp mệnh đào không sát và âm long trực đều là âm dương nghịch lý. Vậy thì cái dấu chấm hỏi rất lớn nằm tại đây. Chẳng lẽ mình hiểu một cách đơn giản là âm dương thuận lý là cái người này cuộc đời họ gặp nhiều may mắn, nó nhàn, nó dễ. Còn những cái người nào mà âm dương nghịch lý là đời khó khăn, vất vả, bôn ba. Đúng không? Các thầy thường hay nói như vậy. Vậy nếu nói như vậy thì chẳng lẽ những anh nào mà mệnh âm long trực hoặc là đào không sát là đời ta khổ hết sao? Còn những anh mà tan tuế điếu và những anh thái tuế đều sướng hết à? Thì đó, cái câu trả lời nằm ngay tại đây. Vậy thì nếu mà nói âm dương nghịch lý và âm dương thuận lý, bàn để làm cái gì? Nó đâu có cái độ xác suất cao đâu. Vậy tại sao mình không đi vào thẳng ba cái vòng mà trong tử vi họ là ba cái vòng tam luân á, cái vòng thái tuế, vòng lộc tồn và vòng tràng sinh? Còn nếu mà ví dụ muốn nói một chút mà nó có cái tính gọi là thuyết phục hơn thì các bạn hãy bàn thẳng vào cái bộ thái âm thái dương trong lá số tử vi. Thì nói đến đây tự nhiên mình nhớ đến một cái câu chuyện mà chú Đức có kể cho mình. Để hôm nào gặp lại chú Đức thì nhờ chú Đức kể lại cho các bạn nghe. Thì chú Đức có kể là ở Việt Nam cái thời đó có một ông thầy, mà ông này ông có cái tên là thầy âm dương. Có nghĩa là ông chỉ dựa vào hai con sao thái âm và thái dương mà ông luận cái lá số tử vi thôi. Mà luận hay mới chết, luận đúng mới ghê à. Có nghĩa là trong cái lá số tử vi ông chỉ nhìn hai con sao thái âm thái dương mà ông luận tử vi, không cần coi sao khác. Mà khi mà mình nghiệm á các bạn, ở trong cái lá số tử vi á, cái bộ âm dương thôi nó nói quá nhiều, nó có rất 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 nhiều về cái người này luôn. Giống như là cái bạn Huyền Trang nè, là có con sao thái dương nóng tại mệnh sắp tới đây, là nó đã nói rất nhiều rồi. Nếu muốn nói đi sâu đi xa thì đi thẳng vào thái âm thái dương, mình thấy nó còn hay hơn, nó còn có cái tính thuyết phục hơn. Thì đó là cái câu trả lời đầu tiên cho em Trang. Rồi, cái câu thứ hai là chị có nghe qua là em Trang có nói mình là người mệnh hỏa, nhưng mà cái cung an mệnh của mình lại nằm tại cung Tý. Thì trong cái tam giác kim cương là cái tam giác thủy, là tam giác thân Tý Thìn, thì thủy hỏa khắc nhau, cho nên Trang bảo là Trang lại không được hưởng hết cái cách tốt này. Nhưng mà cái này là có phần hơi lộng cộng nha. Rồi bây giờ chị nhắc lại bốn cái tam giác. Thì cái tam giác đầu tiên là cái tam giác thủy, tất nhiên là cái tam giác thân Tý Thìn, giống như cái lá số của em Trang bây giờ, là cái cung mệnh, cung tài, cung quan của mình được nằm trong tam giác thủy. Thì chị gọi nôm na đây là cái tam giác kim cương. Cái tam giác thứ hai là cái tam giác mệnh tài quan của mình được an tại ba cái cung dần ngọ tuất. Thì dần ngọ tuất là cái tam giác hỏa, được gọi là tam giác vàng. Cái tam giác kế là tam giác tỵ dậu sửu, tất nhiên là cái cung mệnh của mình được an tại cung tỵ, cung dậu hoặc là cung sửu. Thì đây gọi là cái tam giác bạc. Và cái tam giác cuối cùng là cái tam giác hợi mão mùi, tất nhiên là cái tam giác mệnh tài quan của mình được an tại ba cung hợi mão hoặc mùi. Thì bốn cái tam giác này nó không có liên quan gì đến cái ngũ hành mệnh của cái đương số đó. Chị nói ví dụ như em Trang là người mệnh hỏa, kim mộc thủy hỏa thổ là cái mệnh của mình, không có liên quan gì tới cái tam giác mệnh tài quan trong cái lá số của mình, cho nên không cần phải so sánh. Cái thế đứng trong cái mệnh tài quan của mình ở cái tam giác thủy, nó chỉ nói lên mình là cái người có số may mắn. Cho dù cuộc đời có đi đâu, có làm cái gì, cho dù có ở đâu đi nữa, thì nhìn xung quanh Trang, Trang vẫn là cái người có cái phần may mắn nó nhiều, chứ không có liên quan đến cái ngũ hành của cái mệnh của mình. Bây giờ em mệnh hỏa hay mệnh kim, mệnh mộc gì nó cũng không có liên quan đến, cho nên đừng có lộn cái đó. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình dùng cái ngũ hành mệnh của mình
là giống như em Trang nói là mình là người sơn đầu hỏa đó, thì đây là người mệnh hỏa. Thì cái hỏa này em chỉ dùng để so sánh với cái cung an mệnh hoặc là cái cung an thân. Và kế đến là dùng để coi những cái đại vận, những cái ô mình đi đến đó, coi cái ngũ hành của nó với mình nó có hợp hay không. Và xem những cái sao nằm trên cái cung đó nó có tương sanh hoặc là mình với nó có khác nhau hay không, hoặc là mình may mắn thì mình được nó đồng hành với mình. Vậy thì bây giờ mình lấy ngay cái ví dụ ở cái lá số của em, thì em là người mệnh hỏa mà cái cung an mệnh của mình lại an tại cung Tý. Thì cung Tý nó là thủy, thủy hỏa khác nhau thì nói là về cái vấn đề sức khỏe của mình ấy. Hồi còn bé cho tới lớn ấy, thì thường mình hay phải lo nhiều cho cái sức khỏe của mình. Nhưng mà rất may cho em là em lại được cái thế nhân hòa, có nghĩa là trên cái cung đó em lại có con sao Thái Dương là con sao chính tinh. Mặc dù nó hãm nha, một chút nữa sẽ nhắc nhiều vào Thái Dương, nhưng mà ở đây Thái Dương nó lại đồng hành với cái mệnh của mình là mệnh hỏa, cho nên mình lại được một số những cái may mắn về cái thế nhân hòa. Nhưng mà về vấn đề sức khỏe thì mình kiểu gì cũng không được thuận ý lắm đâu. Thì cái đó là cái vấn đề so cái ngũ hành mệnh và cái cung an mệnh của mình để biết được cái tình trạng sức khỏe của mình, cũng như là những cái ô mình chuẩn bị đi tới những cái năm kế tiếp của mình đó, thì em cũng phải coi như vậy, coi cái địa lợi, có nghĩa là coi về cái vấn đề sức khỏe, coi cái sao, có nghĩa là coi về vấn đề nhân hòa, còn coi về cái thế đứng của cái tam giác mệnh tài quan là coi về cái độ may mắn, còn coi về cái vấn đề thái tuế, có nghĩa là coi cái hạng thái tuế, hạng thiếu âm, hạng tang tuế điếu, hay là cái hạng ông âm long trực là coi về cái cách mình đối nhân xử thế, còn coi vào cái vòng lộc tồn, có nghĩa là coi vào cái thụ hưởng và kinh tế có sướng hay không, có hưởng được hay không, có ăn được bao nhiêu cái thiên lộc của trời cho, là coi về cái vòng lộc tồn, còn cuối cùng là coi về cái thế gọi là xã giao của các bạn, gọi là coi về cái vấn đề trường sinh. Cho nên các bạn thấy những bạn nào mà nằm trong cái tam hợp hoặc là đi về lại được cái đức trường sinh đế vượng mộ, là những cái năm đó các bạn được người ta quan tâm, được cái sự gọi là hỗ trợ giúp đỡ của cái thế sự bên ngoài, nghĩa là mình được nổi tiếng về cái vấn đề gọi là xã giao, đi đến đâu xã giao là tốt, được quan hệ rộng, được được nối rộng vòng tay, thì gọi là cái thế đế vượng hoặc là tràng sinh hoặc là mộ đó, các bạn nhớ như vậy. Cho nên là phân biệt cho nó kỹ thì khi mình luận nó có cái phần chính xác. Thì ba cái vòng tam luân này nè mà các bạn nắm vững trong tay thì chắc chắn cái lá số đó mình phải luận được trên 60% về cái phần căn bản, còn 40 cái kia là nhiều khi cái lá số nó có những cái ẩn số, nó có những cái nó hơi khó, thì lúc đó từ từ mình do cái kinh nghiệm nó bồi dưỡng đó, thì đâu có cần cao siêu gì đâu. Các bạn cứ để ý cái cách chú Đức luận tử vi á, chú luận đúng vào ba cái vòng tam luân, không cần màu mè cũng không cần vẽ ra nó nhiều, nhưng mà quan trọng là đúng. Rồi bây giờ chúng ta vào cái lá số tử vi của em Huyền Trang. Em Huyền Trang là người cung mệnh có sao Thái Dương. Những cô nàng, những anh chàng có con sao Thái Dương thủ tại cung mệnh á, thì cái cuộc sống của mình càng về sau này mình lại càng chủ về vấn đề công danh. Nó đại biểu cho cái tinh thần toan tính cho tương lai. Thái Dương là cái người họ có cái tính nỗ lực. Thái Dương thủ tại cung mệnh hay là cung quan á, phần nhiều mình là cái người có ý tưởng cao xa. Mình là người có lý tưởng lắm và mình là người có ý chí mạnh nha. Mình sẽ nhắm theo cái hướng lý tưởng mà tiến thẳng phía trước. Vì vậy, những cái người mà cung mệnh có con sao Thái Dương hoặc là cung quan có sao Thái Dương thì cái khả năng của họ sáng lập được sự nghiệp nhiều hơn những người bình thường. Và họ cũng là cái người họ có một cái suy nghĩ nó cao hơn cái người bình thường. Nhưng mà ở đây mình nhắc trước là Thái Dương không được đồng cung với Hóa Kỵ. À, nếu mà Thái Dương đồng cung với Hóa Kỵ thì nhiều khi mình muốn thì nhiều mà mình làm thì nó ít. Nó giảm đi cái khả năng sáng lập được cái sự nghiệp của mình. Thái Dương đóng tại cung mệnh giống như của em Hoàng Trang á, thì đây là Thái Dương cư hợi. Nhật trầm thủy bể, nhưng mà rất may cho em là em lại có cái bộ Đào Hoa đóng tại đây. Đào Hoa thiên không đồng cung với Thái Dương thì đây là cái bộ Tam Minh Đào Hồng Hỷ. Mình lại có tả, có xương, có khôi, có cáo thì đây là rất tốt. Nó nói lên mình là người đa tài, đa nghệ.
con gái mệnh Thái Dương đúng là có cái nam tính, nhưng mà mình vẫn không thiếu cái sự thông minh và dịu dàng. Mình có duyên với người khác giới, nhưng mình lại không có sàm sỡ, là tại vì cung mệnh của mình có con sao Đại Hao. Đại Hao mới đi cùng với Đào Hoa thì nó cũng giảm bớt đi cái phần phong hoa tuyết nguyệt của con sao Đào Hoa. Thiên không mà đồng cung với Đào Hoa thì người này cực kỳ thông minh. Em là người suy nghĩ xa xôi, nhưng mà bởi vì cái cung mệnh của mình nó lại có con sao Linh lại đi chung với Hao, cái cung Tịch Ất lại có hỏa, thì mình là người hay nhớ chuyện cũ, khó mà quên cái gì mà nó day dứt, là em hay buồn lâu lắm. Ngoài cái chuyện mình tự giày vò bản thân mình nó khổ ra, nhiều khi mình còn bị mang tiếng con nhỏ này tính nó hơi thù dai. Lúc giận thì đỏ mặt tía tai, không nói ra lời, cũng là con sao linh tinh đóng tại cung mệnh. Mệnh hỏa, cung an mệnh được an tại cung thủy thì sức khỏe cũng không được tốt lắm. Có vài lần trong cuộc đời có những cái bệnh nó kéo dài, nó làm cho mình mệt mỏi, mặc dù mình được sao Thái Dương nó phò trợ cho cái cung mệnh của mình. Nhưng mà những cái bệnh ví dụ như là cái vai lệch đi nó cũng hơi có vấn đề, máu huyết xấu nha, mắt cũng hơi kém, bộ phận tiêu hóa hoặc là bệnh tim, thì những bệnh này khó tránh. Và nhất là về vấn đề bệnh da liễu là có trong cái lá số của em. Bạch hổ tướng quân cái đóng tại cung Tịch Ất, mà mệnh mình lại có đào nữa, thì cũng may cho em là cái cung Tịch Ất của mình có sao trệt thì mình lại cứu chữa được, chứ không là đây cũng là cô nàng có nhiều những cái bệnh linh tinh. Mệnh có Thái Dương thân cư tài, mệnh có Khôi tài có việc, thì lúc còn trẻ trước 40 tuổi mình sẽ có một cái khoảng thời gian được người khác phái giúp đỡ về vấn đề tài chánh khá tốt. Cung tài là cái ngõ cửa giao dịch, nó nói lên cái cử chỉ, cái hành vi của mình. Cung tài nó cũng là cái nơi mà lưu động về vấn đề tài chánh, nó cũng nói trước đây là cái cách sử dụng tài chánh của cái người này. Cái quá trình tiền bạc mà ra vào cũng báo lên tại cái cung tài. Thì người thân cư tài cũng có ý nghĩa là tiền, có thể nói là cái nguồn gốc của mọi động lực. Đây là cung tài vô chính diệu mà ngộ tuần. Mình là người mệnh hỏa thì rất tốt. Ở đây cung tài lại thu hút được bộ cơ âm từ cung dần, tại vì cung tài đứng cái thế thủy, mà cái cung xung chiếu của cung tài nó đứng thế hỏa. Mình có cái cơ hội khá cao thành nhân viên công vụ hoặc là làm những cái việc văn thư có cái tính chất quy luật thì rất là tốt, nó ít biến động hơn. Tuy nhiên, cái cung mệnh của Trang nó đã báo trước cuộc đời của mình có nhiều cái thay đổi, tại vì con sao Thái Dương nó chính là con sao dịch động các bạn, nó cũng tựa tựa hơi giống với con sao Thiên Mã, có nghĩa là cuộc đời của những người mệnh Thái Dương thường hay phải bôn ba, phải rời xa hoặc là phải đi xa, còn không thì cái cuộc đời của mình ngay cả cái vấn đề sự nghiệp cũng thường khó giữ được một việc. Có một cái lưu ý nè, là về vấn đề cái tính khí của mình. Em Trang á, là cái cung Tịch Ất của mình có con sao hỏa tinh, mà ngay cái cung mệnh của em đã có con sao linh tinh. Thì khi cung Tịch Ất mà có hỏa linh lục hại với cung mệnh có sao linh tinh thì đây là một cách rất là đặc biệt. Có nghĩa mình là cái người đang tức giận, người khác thì đập bàn đập ghế, nhưng mà khi Trang tức giận, Trang sẽ không có phát tác ra ngoài. Trang sẽ là cái người mà gọi là có cái tính chịu đựng hay á. Nhưng mà cái lúc mà em chịu hết nổi rồi thì cái năm đó, ngày đó mà cái con sao hỏa linh nó mở ra thì chính là những cái lúc mà em không nuốt giận được nổi, em không nín được nữa, thì lúc này em gặp một cái chuyện nhỏ thôi, cái chuyện em cảm thấy bất bình là bắt đầu em làm ầm lên. Khi mình làm ầm lên như vậy có nghĩa là cái hỏa linh này nó phát tác ra. Mà chúng ta hiểu cái tính hỏa linh nó là cái tính trở ngại, nó là cái tính thất lợi. Thì trước khi cái việc tiến hành mà gặp trở ngại mà mình làm ầm lên là nó đã không giúp cho mình thành công, nó bị kém đi hoặc có thể là trở ngại không đạt được thành công luôn. Thì ở cái con sao hỏa linh đó, mà đóng ở cung Tịch á, thì chúng ta hiểu cái trở ngại này đầu tiên là trên cái vấn đề phương diện nhân sự là một, và cái vấn đề thứ hai là về vấn đề tình cảm hôn nhân. Thì em lưu ý ở cái điểm là cái cung Tịch mình có hỏa linh thì những lúc em làm ầm lên thường là những lúc mình kém đi cái thành công. Các bạn lưu ý khi chúng ta luận giải cung Tịch Ất
là chúng ta hiểu ngoài những cái bệnh tật, những cái chặng đường sau của cuộc đời mình, nó còn nói lên cái sâu thẳm trong cái tâm hồn của mình. Thì khi hỏa linh đóng cung tự ất là chúng ta hiểu nó không có bộc phát giống như ở cung mệnh. Kình đà đóng cung mệnh hiểu khác, nhưng khi kình đà đóng cung tự ất nó lại khác. Tả hữu cung mệnh khác, và khi nằm cung tự ất thì nó lại càng khác hơn. Thì có thể là cái một cái bài trong tương lai mình nói về cái cung tật với những cái tính khí, những cái hành trang ấp ủ mà chính bản thân chúng ta nhiều khi còn rất là vất vả để hiểu chính mình là ai. Rồi, vậy bây giờ chúng ta qua cái cung kế, nó là cái cung điền của bạn Trang. Vậy trước khi vào cái cung điền của em Trang á, thì mình nói một cái kiến thức tử vi chung. Là khi chúng ta nhìn hai cái cung, mình dùng cái từ là cái tuyến tử điền, nó có nghĩa là cung tử tức và cái cung điền trạch, lúc nào nó cũng đối nhau, có nghĩa là nó xung chiếu lẫn nhau. Vậy thì hai cái tuyến này nó có cái sự giao lưu, nó có cái sự chuyển đổi như thế nào? Đây là một cái điều rất là hay. Mình nói ví dụ một người, mình không có nói lá số của em Trang nha, mà nói ví dụ một người cung điền họ vô chính diệu, cầm cái lá số đó mà nói cái người này khó mua nhà, không có nhà là coi chừng sai đó nha. Cung điền họ vô chính diệu thì lúc này chúng ta phải ngó coi cái cung tử tức họ có sao gì. Nhất là khi cung tử tức của họ có nhiều sao tụ tập mà lại có luôn cả lộc tồn nữa, thì người này họ lại có cái cách rất là hay. Họ có 6 cái cách. Nói chung, cái cách đầu tiên, đây là cái người họ có cái số di dân. À, cái cung điền vô chính diệu là cái người này có cái số đi nước ngoài đó, tại vì họ là cái người mua nhà ở nơi xa. Họ thứ hai, họ là cái người họ có cái duyên mua bất động sản ở quê nhà của mình cũng được, nhưng mà lại đứng tên con, tên cháu, lại đứng tên người phối ngẫu cơ. Tại vì lúc này cái cung tử tức của họ có con sao lộc tồn, mà lộc tồn là trong tam hợp có quốc ấn. Cái cung vô chính diệu là cái cung nó hút được lộc tồn của phía bên kia qua. Cho nên cái người mà cái cung điền họ vô chính diệu là họ mua nhà nhưng mà đứng tên người phối ngẫu, đứng tên con. Và cái thứ ba là cái người họ có cái khả năng rất cao đi thuê nhà thì họ lại rất là có duyên. Cái thứ tư là họ sống chung nhà nhưng mà cái nhà là nhà của người phối ngẫu, cái nhà của vợ, cái nhà của chồng mình. Hoặc là cái nhà của vợ chồng mình đang ở là đứng tên người thân trong nhà. Và cái thứ năm thì khi mà nhìn cung điền vô chính diệu thì chúng ta phải xem coi cái cung tử tức để chúng ta xét thêm coi nó còn có bị ảnh hưởng gì hay không. Và cái cuối cùng, khi cung điền vô chính diệu mà lộc tồn đứng cung tử tức thì nó cũng báo trước mình là cái người số phát đạt ở nước ngoài. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta trở về lại với cái lá số của em Hoàng Trang. Lá số bạn Trang thì chúng ta thấy là đây là cái số tạo được điền sản tốt. Sau này mình có của để lại cho con, cho cháu nha. Sau này con cái của mình có làm được ra tiền. Có một cái khoảng thời gian tụi nó phát đột xuất á, thì lúc này làm như nó sợ mất á, thì nó lại giao cho mình đứng tên giùm thì cũng rất là tốt. Mình giữ được của cho con, cho cháu mình. Cung điền của mình có tử tham, hoát hoa, long trì, địa giải. Thì ngoài bất động sản ra thì em còn có rất là nhiều thứ nó liên quan đến vấn đề nhà cửa. Ví dụ như là trên cái mảnh đất của mình nó có những thứ mà nó cũng rất là quý. Trong nhà của mình có một cái vật gì đó rất là giá trị mà có thể đổi ra tiền được. Cái số mình cũng được thừa hưởng sản nghiệp. Thì nhìn cái cung điền của em thôi là chị cũng khuyên nếu mà sau này em có cơ hội em nên học thêm về bất động sản. Cái số em làm về bất động sản rất là tốt, hoặc là cho thuê, cho mướn để kiếm thêm tiền thì rất là có duyên với em Trang. Và sau này những cái chặng đường của em đi á, thì số của mình lại có cái duyên, mình giao du được với một số người họ có quyền. Nhờ đó mình biết được nhiều những cái thông tin mà nó giúp cho Trang đánh giá được chính xác cái việc đầu tư bất động sản. Cái số của mình là cái số có nhà to nha, nhưng mà nhà to mình lại không có bán đâu, đừng có bán, để dành đầu tư là đúng số. Những cái hạng mà ngoài 36 tuổi là những cái hạng rất là đẹp. Ngoài 36 thì lúc đó mình không còn gọi bạn Trang là Hoàng Huyền Trang nữa, không còn gọi là em Trang nữa mà phải gọi là bà Trang bất động sản. Thân của em vô chính diệu mà đến cung điền có bộ tử tham thì nó bốc thôi. Kế đó là trong cái hạng đó mình lại có lộc tồn ngay tại cái cung đó. Mà lộc tồn đây là lộc tồn chính danh của người tuổi Ất Hợi. Thì nó phá thôi, rất là đẹp. Mà ngay cả cái hạng đó mà muốn lập gia đình thì cũng rất là tốt. Số của Trang là Trang
có cái duyên mình gặp được một cái người mình quen. Cái người này trong quá khứ hai người đã quen nhau rồi, bây giờ gặp lại. Cái người này là cái người mà họ đã từng có những cái tình yêu mà không có thành á. Thì cũng đúng với cái số của mình. Bạn này cũng chịu nói chuyện lắm nha. Cái anh chàng này cũng chịu ôm phone lắm, nói từ sáng đến tối nói cũng được. Cái đề tài gì anh chàng này cũng thích nói, tính vui, tính như trẻ con. Nhưng mà khi mà đề cập đến cái vấn đề là làm đám cưới đi á, thì anh ta có vẻ hơi ngơ ngơ ra. Đó đó, thì cái đó nó mới là cái người chồng của em. Cái bạn trai này là người có khả năng, họ có cái thức thu hút được nhiều những cái người khác giới, đúng không? Với cái đối tượng này, theo cái lá số của em, thì cái người mà tương lai của mình là cái người họ có cái tính đầu tiên là cái tính dịu dàng hơn em. Em phụ nữ nhưng mà em lại hơi nam tính một chút, cái anh này anh lại có cái tính hơi dịu dàng. Anh ta là cái người quan tâm, chăm sóc cho người khác, có cái tính thiện lương, nhưng mà lại thích sống với cảnh nó hơi nhàn hạ, nó hơi thoải mái một chút. Nhưng mà cái tác phong mà khi mà làm việc á, thì nhiều khi hơi thiếu quả quyết. Thường là bị cảm xúc họ làm cho họ bị dao động, dễ bị cái hoàn cảnh bên ngoài nó dẫn dụ. Cho nên em lấy cái người chồng này á, thì chị khuyên em cái đầu tiên là mình phải có cái tính bao dung. Không phải ai cũng như mình, không phải ai cũng nhanh, ai cũng thông minh, ai cũng tháo vát, ai cũng quả quyết được như mình đâu. Thì cái đó mình phải sống, mình có cái sự bao dung mình bỏ qua, thì trong cái vấn đề tình cảm của em nó sẽ được tốt hơn. Vì mình hiểu là cái người ấy, cái tính của họ hơi nhu nhược, mình hiểu được cái lá số của mình, anh chồng mình cái tính thiếu tích cực, thì mình bỏ qua thôi. Tại vì thiên đồng mà, thiên đồng là đầy cảm tính, là đầy những cái đa tình. Cái số của Trang cũng là cái người muộn lập gia đình là tốt, lấy rồi thì cãi rất là khó bỏ nhau, đặc biệt như vậy. Cái người chồng của mình là cái người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình là đúng số. Khi mình lập gia đình rồi thì có một cái đặc biệt nữa là ở đây chị thấy, nếu mà hai đứa mà cãi nhau á, thì em bỏ đi là anh kéo lại, mà anh bỏ đi là em nhất định phải kéo anh lại. Cho nên chị nghĩ cái đó cũng là cái hay trong cái lá số của Trang. Rồi, đó là những cái điểm yếu, điểm mạnh, cũng như là những cái mà chị khuyên trong cái vấn đề hôn nhân, trong tương lai của em Trang. Rồi, bây giờ mình nhìn qua cái cung phúc và cái cung thiên di của em Trang. Thì đây là người có cái số làm sếp. Vì mình dễ tạo được cái uy tín của những cái người làm công việc lãnh đạo. Nhưng mà mình phải lưu ý cái điều này nè, là em phải học làm sao kiểm soát tốt cái cảm xúc của mình. Tại vì những cái người mà cung phúc có hóa kỵ, mà nhất là cung tài vô chính diệu, thì mình dễ bị thất nghiệp lắm. Cái nguy cơ trong cái sự nghiệp của mình nó cao. Cái cung di của mình có sao thiên lương, thì thiên lương nó đại biểu cho cái sự xuất sắc về vấn đề tĩnh tâm, học hành, là người thông minh, cơ trí, là người cũng rất là năng lực, và cũng là cái người có cái sức thuyết phục cao. Nhưng mà do cái tư duy của mình nó hay thay đổi, tại vì nó nằm ở cung di, cho nên trong cái quá trình làm việc á, mình thường hay suy nghĩ nó quá nhiều, hoặc là mình cố gắng cầu toàn, mà mình cuối cùng lại thành tự chói chân, chói tay mình lại. Người cung di có sao thiên lương là cái người họ mong mỏi cái hành vi của mình được mọi người công nhận. Người cung di mà có sao hóa quyền nữa nha, thì mình thích khẳng định, thậm chí là muốn mọi người bảo vệ cái tiền đề của mình, có nghĩa là những cái gì của mình, mình tính thích cái tính ổn định, nhưng mình muốn mọi người khẳng định cái điều đó, mọi người công nhận cái đó. Và cái yếu điểm của người mà cái cung di mà ngộ triệt mà có hóa quyền thiên lương như vậy, thì là mình nhiều khi trong cái vấn đề làm việc em lại hơi thiếu nguyên tắc một chút. Đó là thiên lương đang sáng mà ngộ tuần triệt. Thì những cái này nó cũng nói là mình cũng có khả năng mình làm được những cái vấn đề, ví dụ như là nhân viên phân phối, nhân viên công vụ, cái công việc mà có liên quan đến pháp luật thì cũng rất hợp với em Trang. Nhưng mà tại vì cái cung mệnh của em, chỉ nói từ khúc đầu, em là người mệnh thái dương mà nó hãm, mặc dù nó có tam minh đào hồng hỷ, nhưng mà cái công việc của mình phải thường xuyên hay gặp cái cảnh đổi việc lắm. Mặc dù mình là cái người có cái năng khiếu nghệ thuật nè. À, còn có một cái nữa, nếu mà em muốn làm về vấn đề mà hướng dẫn viên du lịch đó, thì cũng rất hợp với cái cách tam hợp mệnh của em Trang. Tại vì cung mệnh của mình có con sao song hao đó, rất là hay về vấn đề du lịch. Cái con sao thái dương mà nó nằm ngay cung mệnh đó các bạn,
nó đã báo trước rất là nhiều điều trong cái cuộc đời của mình. Thái dương nó nói ra cái người đàn ông trong cuộc đời mình, cái người đàn ông đầu đời của cuộc đời mình chính là bố mình, tại vì nằm ngay cung mệnh của mình. Thì em Trang là Thái dương cư Tý mà lại có linh tinh, lại có song hao tại đây, thì nó nói trước bố mình cái tuổi thọ cũng không dài hơn mẹ mình. Mình cũng hơi kém duyên với phụ mẫu của mình. Sao Thái Dương là sao thuộc hành hỏa, là cái sao nó phát tán cái ánh sáng ngàn dặm, cũng là cái sao nó cứu khó phò nguy. Thì người mà có Thái Dương chủ mệnh thì đối với người yêu họ là người có cái thái độ ôn hòa, từ ái, vui vẻ, họ giúp đỡ. Còn đối với những cái người mạnh, những cái người mà có cái tính ngang tàn mà đứng trước mặt người Thái Dương á, thì người Thái Dương lại tỏ ra cứng rắn. Thì đừng có thấy mạnh mà hiếp yếu thì chưa chắc là ai sợ ai đâu nha. Vậy thì nếu mà lấy hai con sao trong tử vi để mà so sánh với Thái Dương á, thì mình lấy ví dụ như là anh Thất Sát và anh Vũ Khúc. Thất Sát là cái sao rất là hay, mình rất là thích những bạn Thất Sát. Nhưng mà phải nói mình dùng một cái từ gì mà để cái tính Thất Sát nó đặc biệt hơn á, thì phải nói là Thất Sát kiểu gì nó cũng hơi có một chút tàn nhẫn ở trong đó mới là Thất Sát. Vũ Khúc nó phải có một cái gì đó hơi khăng khăng một mực nó mới là Vũ Khúc. Thì hai bạn này mà gặp Thái Dương thì cũng phải nể một phần. Thất Sát mà gặp Thái Dương thì giống như là giặc cướp mà gặp đại hiệp. Vũ Khúc mà gặp Thái Dương thì giống như tảng băng đá bị cái trái đất của mình nó ấm, nó làm dần rồi cũng phải tan chảy. Đó, nó khác với Tham Lam nha các bạn nha. Tham Lam là một con sao, nó mệnh danh, nó có cái sự thu hút, nó có cái khả năng thu hút được nhiều những người xung quanh, quyến rũ được nhiều những cái ong bướm xung quanh. Nhưng mà đứng trước Vũ Khúc là Tham Lam nhiều khi cũng bó tay, khó chinh phục được cái nàng Vũ Khúc lắm. Nhưng mà Thái Dương thì lại từ từ làm cho Vũ Khúc tan chảy. Vậy thì nếu mà nói trên cái thế nhân hòa thì Thái Dương hơn Vũ Khúc cũng là gọi là nửa phần công lực, đúng không? Tại vì Thái Dương họ là cái người họ xem trọng cái tình người, nếu mà so về cái thế nhân hòa với Vũ Khúc. Còn so về cái thế gọi là khí thế thì cái người Thất Sát mà đứng trước Vũ Khúc, mặc dù họ cũng là những người đại hiệp, họ là những cái người gọi là hiệp nghĩa, nhưng mà trong lòng của họ cũng có một phần nể phục với cái người Thái Dương. Thì ở đây chúng ta thấy con sao Thái Dương là cái sao nó phân phát, là con sao nó cho ra rất nhiều. Người Thái Dương là cái người luôn luôn thích cho đi. Cho nên những cái hạn mà gặp Thái Dương là những cái hạn chúng ta phải nên cho. Cái hạn làm công ích cho xã hội. Cái hạn nổi tiếng bởi vì mình cho đi nó nhiều. Thái Dương mà gặp Thiên Không mà gặp Tam Hóa thì cái hạn đó chính là cái hạn chúng ta làm từ thiện rất nhiều. Người phụ nữ mà có Thái Dương chủ mệnh là cái mẫu người hiếu thuận, là cái người chăm lo cho gia đình, người phụ nữ giỏi giang. Thái Dương mà nằm tại cái cung mệnh của người phụ nữ thì người phụ nữ này là cái người họ là cột trụ trong gia đình. Tuy nhiên, cái người phụ nữ mà có Thái Dương chủ mệnh nó cũng báo trước cái duyên của mình với người khác giới thì rất nhiều, nhưng mà cái tình yêu của mình chưa chắc thuận lợi, cái hôn nhân của mình chưa chắc được toại ý. Người phụ nữ mà có sao Thái Dương thủ mệnh thì rất có khả năng phải lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình mới tốt. Giống như mình nói từ khúc đầu, nhìn cái bộ âm dương là chúng ta thấy rất là nhiều điều trong cái lá số tử vi của mình. Rồi cuối cùng là chị chào em Hoàng Trang nha. Chúc cô nàng Thái Dương cư Tý nhật trầm thủy bể nhưng mà lại có đào hồng tại đây, cực kỳ thông minh, lại có duyên với huyền học. Mỗi ngày, mỗi bài, những cái phần nào mà em không hiểu thì em cứ để lại cái lời bình luận ở dưới cái bài đó, hoặc là trong cái lá số của em. Còn những cái điều gì đó em bâng khuâng thì em cứ để lại bình luận. Chị, chú Đức và bạn Phi sẽ giúp em. Rồi, cuối cùng là chúc các bạn có một ngày thật vui và hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài sắp tới. Chào Trang nha!